Kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Mến chào bà con và các bạn. Thì như những cái clip trước, có nhiều bà con cũng yêu cầu mình làm một cái video hướng dẫn cái cách làm giá thể. Thì hôm nay để đáp lại những cái lời hứa của mình, thì mình làm cái video này để giới thiệu đến bà con và các bạn cái cách làm giá thể để nuôi lươn. Thì hôm nay mình giới thiệu là có 3 cái loại giá thể. Cái loại thứ nhất là mình làm bằng dây ly nông. Loại thứ hai mình làm từ cái ống nhựa PVC. Và loại thứ ba là làm bằng những tre hoặc là những cây dán tạp đó, mình kết đóng nó lại. Thì trước tiên mình giới thiệu đến bà con và các bạn một cái giá thể bằng dây ly nông. Thì như bà con cũng đã thấy trên cái video này thì có rất nhiều hộ nuôi lươn mà mình đã đi tới nơi mình ghi hình lại để chia sẻ cho bà con. Ở đây là đa phần là người ta sử dụng cái giá thể bằng dây ly nông, bởi vì cái giá thể bằng dây ly nông này nó rất là dễ làm các bạn. Chỉ ra chợ mình mua cái cuộn dây ly nông rồi về mình cắt ra, tốt nhất mình cắt bằng 8 tấc rồi mình bó nhập đôi nó lại thì thành ra nó 4 tấc. Thì so với con lươn của mình thì 4 tấc mình treo nó hỏng lên một chút, rồi để khoảng 3 tấc nó chìm sâu xuống dưới nước 2 tấc rưỡi thôi, thì con lươn nó sẽ chui vô đó nó trú ẩn. Thì về cái mặt ưu điểm của nó là mình dễ làm, rẻ tiền, dễ vệ sinh. Nhưng nó về có cái nhược điểm là cái dây ly nông này thì mình khó quan sát cái con lươn hơn chút, bởi vì nó chui vô trong cái dây của mình ít nhìn thấy được con lươn. Mình đi nhiều cái nơi là bà con đã nuôi, mình cũng tham khảo được kỹ thuật, cách làm, chia sẻ, vừa được biết thì vừa học biết với nhau. Thì mong bà con và các bạn cứ comment, chia sẻ, ví dụ như mình biết được cái gì mình sẽ trao đổi để mình cùng nhau mình học hỏi kinh nghiệm, để mình cùng nhau mình tiến bộ nha bà con. Còn đây là cái cách làm thực tế mình đang ghi hình luôn nha các bạn. Thì cũng buộc bằng dây ly nông, rồi xong rồi thả lươn nó vô đây. Thì khi mà buộc dây ly nông nó, mình cũng buộc treo lên, gác hai cái cây ngang buộc như thế này, thì tùy theo vào cái mức độ lươn của mình thả vô đây để mình buộc để cho nó lươn nó vô nó chú bằng. Đơn giản nhất và dễ làm nhất. Thì đa số những bà con người ta nuôi heo mà nó bị dịch bệnh, nó thua lỗ thì người ta không còn là thiết tha vô con heo nữa, nó chuyển qua lươn. Còn đây là cái giá thể bằng ống nhựa và những cái dĩ nhựa mình mua ở chợ sẵn nha các bạn. Về mình chỉ cần thiết kế cái ống nhựa mình chia ra như thế này, thì tùy vào cái độ lươn của mình, cái size con lươn lớn nhỏ để mình làm cái dĩ nhựa như thế này.
rất là đơn giản thôi, nhưng có cái chi phí nó là hơi cao hơn cái loại dây nhựa của mình. Đây thì cũng thiết kế hai dĩ ống nhựa và ba hai dĩ cái nhựa lỗ lỗ như thế này, và đồng thời ban lỗ thì gắn cái cây sắt vô, sắt thì có ốc dặn vô để định hình cho cái khung này mình để chính giữa đó, mình chỉ cần để cho nó hoặc là mình bắt cố định vô một cái khung cây nào đó. Bốn góc mình dùng bốn cái cây sắt để mình gắn hai con ốc vô. Còn đây là thực tế một cái trại nuôi lươn đã sử dụng ống nước để làm giá thể nè các bạn. Thì người ta cũng bắt cái khung, hai cái khung, rồi sử dụng nhiều cái ống nhựa mình bít đầu lại hết, cũng dặn ốc vô cho nó đều, rồi xong mình để cho nó hơi đây, nó hơi chịch chịch khung với nhau chút nè. Thì cái loại ống nhựa như thế này thì nó có một cái là mình dễ vệ sinh hơn các bạn, vì cái ống tròn có khi mình ginh ga mình chùi rửa nó dễ hơn. Còn cái nhược điểm của nó thì cái giá thành nó cao, khó làm hơn cái loại dây nhựa. Thì cũng tùy theo bà con, có người ta cũng thích làm bằng ống nhựa, có người thích làm bằng dây ly lông, có người thì thích làm từ những cái vỉ tre, những cái miếng dán người ta đóng lại như thế này, này vỉ tre nè các bạn. Thì đối với cái vỉ tre này thì nếu như bà con có làm bằng cái vỉ tre thì mình nên ngâm nước trước. Mình đóng những cái dĩ như thế này, khoảng cách nó là khoảng 5 phân cho đến 1 tấc giữa cái dĩ dưới và dĩ trên, để khoảng cách như vậy để lưu nó vô trú ẩn và nó nằm nữa. Và khi mình đóng xong cái dĩ tre, mình cần phải ngâm nước để cho nó có bám cái chất gông kia vô, để cho con lươn mình nó vô đó nó trú ẩn, không bò đi tới bò lui, nó không bị xây xác. Thì nếu mà nhiều con lươn bị xê xác thì nó rất là dễ sinh ra bệnh, nó bị ghẻ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì bà con cũng biết rồi đó, mình tận dụng lại những cái cây tạp, những cái cây mình bỏ đi để mình đóng, thì cái này cái giá thành nó rất là rẻ, nó chỉ tốn tiền đinh, chứ còn cây đồ này kia ở nhà mình có, mình tận dụng thôi. Nhưng mà đối với cái dĩ tre này, khi mà mình làm như thế này rồi tới khi mình vệ sinh rồi nó hơi khó hơn là cái dĩ bằng ống nước bằng dây ni lông, mình chỉ cần xịt rửa như thế này thôi. Chứ còn nếu mà mình ginh ra để mình chùi rửa thì thành ra nó sẽ bớt đi cái độ trơn bám. Nếu như mà mình nuôi lươn mà theo kinh nghiệm của mình ha, với mình chia sẻ được nhiều người thì ở đồng sông kêu nhiều, ở trên cái hồ và ở trên cái dĩ tre đó thì nó sẽ có nhiều cái loại vi khuẩn ha, thì nuôi lươn nó sẽ dễ sinh ra cái bệnh ha. Thì đây là cũng những cái hộ đã nuôi rồi chia sẻ trao đổi được những cái kinh nghiệm như thế này để mình nói lại cho bà con. Nếu như bà con có nuôi lươn thì cũng đúc kết và đưa ra những cái kinh nghiệm mới hơn, hay hơn để trao đổi thêm cho mọi người, để mọi người cùng phát triển, cùng tiến bộ nha bà con và các bạn. Mến chào bà con và các bạn nha.